Xin chào các quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương 14, tiểu thuyết Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Tôi thực hiện nội dung này nhằm mục đích chia sẻ những trang sử hào hùng đến với hậu thế. Các bạn cũng có thể chung sức cùng tôi trong những dự án sắp tới bằng cách tham gia hội viên của kênh hoặc click vào link trong phần mô tả nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Một văn quan quỷ tâu, thần Trần Nghiêu tá lĩnh tham chi chính sự, đồng chi khu mật viện xin tâu, Lý Công Uẩn gần đây lộng quyền quá đáng. Y chỉ là một tước Nam Bình Vương quận giao chỉ, thế nhưng y dùng võ lực ép Chiêm Thành, Chân Lạp, Lão Qua tiến cống. Tin tế tác cho biết con y là Lý Long Bồ còn tiến xa hơn. Y muốn thống nhất 8 vùng tộc Việt, rồi đem quân xâm vương thổ. Bây giờ y hiện diện ở đây, xin Hoàng thượng đem y ra Sử Lăng Trì, để an Nam Biên. Tiếp theo bọn Hạ Tùng, Phạm Ung, Triệu Thực đều cùng một luận điệu. Nhà vua biết bọn này theo chủ trương của Lưu Hậu, khó lòng bẻ gãy lý luận của chúng. Ông hỏi Định Vương, Hoàng Thúc. Hoàng Thúc vừa từ Nam Phương trở về, sự thực thế nào, Hoàng Thúc cho chấm biết. Định Vương nghĩ thầm, hôm nay ta mà không hạ được mấy tên hủ nho này, e rằng Tống Lý chiến tranh khó lòng tránh khỏi. Đã vậy ta hãy làm giảm khí thế bọn chúng trước. Ta dùng nhị đệ đối phó cho chúng biết Nam Quốc không sợ chiến tranh như chúng tưởng. Vương hỏi Khai Quốc Vương, Vương gia hãy trả lời các đại thần đi. Khai Quốc Vương khoan thai bước ra, vận nội lực nói thực lớn, tâu bệ hạ. Từ xưa đến giờ, Hán Việt phân Nam, Bắc lấy Ngũ Lĩnh làm ranh giới trải mấy nghìn năm có dư. Theo nghi lễ đời thần nông, ngày Tết em phải đem lễ tới tặng anh, đó là đạo lý áp dụng cho dân chúng. Còn giữa Hoàng đế Trung Thổ với Hoàng đế Lĩnh Nam, thì Hoàng đế Lĩnh Nam làm em, nên bao đời theo lệ hàng năm tiến cống, để tỏ lòng hiếu đễ. Vì vậy dù Bắc phong chức tước gì chăng nữa, Nam vẫn có triều đình, quốc hiệu, niên hiệu riêng. Như vậy việc phụ hoàng hạ thần lấy hiệu Thuận Thiên, quốc danh Đại Việt chỉ theo truyền thống. Các đại thần tại đây không thể và không được bàn đến. Vương ngừng lại tiếp, còn các đại thần coi phụ hoàng thần như một chức quan của Tống Triều. Xin bệ hạ cho thần được hỏi các vị ấy mấy câu. Vương cứ hỏi. Khai Quốc Vương đưa mắt nhìn Lã Di Giản. Nội công Vương cực cao, ánh mắt chiếu ra tia hàn quang, khiến Giản bật lui liền 3 bước. Vương hỏi, ngài có phải quan cao tới tước quốc công, lĩnh đồng bình trương sự, tả bộc xạ, khu mật viện sứ đó không? Triều Tống có hai cơ quan cao nhất, tòa bình trương coi về nội trị, thuộc văn, khu mật viện coi về võ. Cả hai thường được gọi là nhị phủ. Đại nhân ngồi chung cả hai phủ, nhưng đại nhân lại phạm tội đại bất kính. Đại nhân có biết không? Lã Di Giản hỏi, lão phu phạm tội đại bất kính ư? Thế tử thử nói ra xem. Nếu đúng, lã này xin lột mũ từ chức ngay ngày hôm nay. Khai Quốc Vương nói, nếu coi phụ hoàng vãn sinh như một chức quan triều Tống, mà phụ hoàng tước phong tới Nam Bình Vương cao hơn hàm quốc công của đại nhân mấy bậc, thế mà đại nhân cứ gọi tên phụ hoàng ra loạn lên, có phải là tội đại bất kính không? Chức văn phụ hoàng tới khai phủ nghị đồng tam ti, đồng bình trương sự cao hơn chức đồng bình trương sự của đại nhân nhiều. Chức võ của đại nhân là khu mật viện sứ, thua hẳn chức thượng trụ quốc kiểm hiệu thái sư của phụ hoàng rất xa. Vương nói chậm lại, đại nhân ơi, đại nhân làm tể thần mà không biết giữ quy củ, luật lệ, phạm tội đại bất kính với thượng quan hỏi có đáng ngồi ở tòa bình trương nữa không? Đại nhân trả lời cho đi. Lã Di Giản cười nhạt, này Lý Long Bồ, người nên biết rằng người đang ngồi ở sân rồng thiên triều. Văn quan như rừng, võ chức như núi, người chưa có một chút chức tước cũng như công lao nào, kể cả cái hàm thế tử con trai Nam Bình Vương, người không đủ tư cách tranh luận với tể thần. Khai Quốc Vương thấy bọn cường thần quên đi vụ Đại Việt tiến công lên Bắc. Vương mừng thầm, vận khí phát ra tiếng cười hướng Lã Di Giản, khiến y muốn nổ tung mà nghĩ ra. Vương nói, Lã Quốc Công có nghĩ kỹ trước khi nói không? Vãn Sinh biết thân phận mình không nhận chức tước nào của thiên triều, nên đã tâu Hoàng thượng xin phép rồi mới nói kia mà. Hơn nữa đây là cuộc đối thoại của sứ thần Đại Việt từ xa đến kết hiếu với Hoa Hạ. Thế mà tể thần có ngôn từ của phường vô học bất thuật như thế này ư? Hơn nữa chính kim khẩu Hoàng thượng cho phép Vãn Sinh hỏi đại nhân mà. Vương nghĩ thầm, đã vậy ta cứ hành xử như tước vương, để chúng biết rằng ta không sợ. Vương tiếp, còn quốc công bảo cô ra không có công với Tống ư? Này quốc công ơi, có phải từ khi Đức Thái Tổ dựng nghiệp đến nay trải 4 đời, lúc nào triều đình cũng lao tâm khổ tứ với dư đảng băng Nhật Hồ. Triều đình tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mà cũng không diệt được chúng. Chúng không bị diệt thì chớ, chúng còn len lỏi lên tới tể thần. Kìa,
chính công tử Tào Quốc Công đã học Chu Sa độc trưởng với một đại thần. Bang Nhật Hồ hoành hành như không coi thiên hạ ra gì, phải chờ đến khi trên đường đi sứ, cô ra khuyến dụ chúng cùng bang Trường Giang quy thuận triều đình. Như vậy mà lão Quốc Công bảo cô ra không chút công lao nào ư? Vương gằn từng tiếng, mới đây, gần 300 ứng sinh phò mã bị chúng Chu Sa phấn. Chắc chắn dư đảng Nhật Hồ phải lớn lắm mới làm nổi việc đó. Nếu lão Quốc Công có tài, xin trị bệnh cho các ứng sinh đi. Khắp điện sùng chính im phăng phắc. Vương nói lớn, cô ra xin hỏi Quốc Công, bấy lâu trong hoàng cung có hai vụ án lớn lao vô cùng. Một là ai hại Sở Vương Nguyên Tá, ai ám toán chiêu thành thái tử Nguyên Hy. Các vị đầy tài trí, ăn cơm, mặc áo chúa bấy lâu, các vị đã tìm ra thủ phạm chưa? Nguyên trước đây, con đầu lòng vua Thái Tông tên Nguyên Tá được lập làm thái tử tước phong Sở Vương. Anh hùng tài kiêm văn võ, bị gian nhân dùng huyền âm độc trưởng đánh lén, đến hóa điên, rồi bị giáng chức. Vua Thái Tông lập con thứ nhì là Nguyên Hy làm chiêu thành thái tử. Ít lâu sau cũng bị chúng huyền âm độc trưởng mà chết. Vì vậy vua Chân Tông là con thứ ba mới được lập lên làm thái tử, rồi kế vị. Bấy giờ khắp triều thần không ai biết hung thủ thuộc loại người nào. Sự việc dần dần lãng quên theo thời gian. Nhưng mấy năm trước, khi biết mình sắp lìa trần, Sở Vương gọi Định Vương lại nói cho biết rằng ông bị Lưu Hậu ám hại. Ông khẩn khoản nhờ Định Vương trả thù cho. Định Vương đã bàn với Minh Thiên, nhưng vẫn chưa xuống tay được, vì thế lực Lưu Hậu quá lớn. Bây giờ Khai Quốc Vương nhắc lại chuyện cũ, trong ý Vương tỏ cho triều thần biết rằng ông đã tìm ra hung thủ hai vụ án lớn. Tào Lợi Dụng nghe Khai Quốc Vương nói, y kinh hoàng. Nhưng rồi y tự nhủ, ngay đương thời, vua Thái Tông còn tìm không ra thủ phạm, huống hồ tên này mới qua Biện Kinh mấy ngày. Nhà vua nghe Khai Quốc Vương nói, ông hỏi, Khai Quốc Vương đã biết hung thủ là ai rồi phải không? Vương có thể nói ra cho triều đình cùng nghe, hầu Chu Di tam tộc kẻ đó. Dĩ nhiên hạ thần biết. Hạ thần cam đoan hôm nay sẽ bắt hung thủ để các đại thần đây biết rằng thần nhất tâm nhất trí kết hiếu giữa hai tộc Hoa Việt. Nói đến đây Vương biết mình đã khai chiến với bọn phe đảng của Lưu Hậu chủ xâm Nam Phương, mà bọn chúng hầu hết bị khống chế bằng Chu Sa ngũ độc trưởng. Chi bằng đem vụ Thiệu Thái trị được họa này nói toẹt ra, để lôi kéo những nạn nhân về với mình. Nghĩ vậy Vương tiếp, cô ra xin nói rõ, có rất nhiều vị hiện diện tại đây bị chúng Chu Sa ngũ độc trưởng, đã được thân Thiệu Thái trị dứt vĩnh viễn. Hành động đó của sứ đoàn có thể coi là tốt hay xấu, công hay tội? Lã Di Giản tím mặt lại, y hỏi, đâu? Ai trong chúng ta bị chúng Chu Sa độc trưởng đã được thân Thiệu Thái trị khỏi? Chứng cớ ở đâu? Định Vương đứng dậy nói bằng giọng khoan thai, chính cô ra cùng sứ đoàn đi Nam Thủy đều bị chúng Chu Sa độc đến 2-3 lần, được thân giáo chủ cứu trị. Khai Quốc Vương còn gửi công chúa Bình Dương với thế tử thân Thiệu Thái theo sứ đoàn Tống về triều để trị cho bất cứ ai bị chúng trưởng này. Nhưng vì sứ đoàn Đại Việt chưa điện kiến, nên cô ra không thể tâu lên Hoàng thượng. Vương gằn từng tiếng, thế nhưng sứ đoàn vừa tới triều kiến thiên tử, thì các đại thần tự hào về văn minh Hoa Hạ, tự hào về Nho, tự hào về đủ thứ lại lên tiếng vấn nạn sứ đoàn, coi Đại Việt như man di. Hỡi ôi! Khắp triều Tống nghe Định Vương nói, đều hiện ra vẻ hân hoan không bút nào tả xiết, vì họ hy vọng sẽ được giải thoát khỏi cái ách độc trưởng đè lên người bấy lâu. Định Vương tiếp, những người đã được trị Chu Sa độc trưởng trong sứ đoàn gồm bản sư Minh Thiên, Đồng Sơn Đạo Sư, Dư Tĩnh, Vương Duy Chính, Địch Thanh, Triệu Anh, Triệu Huy, Quách Quỳ. Cũng chính thân thế tử trị cho Trường Giang Thất Quỷ, cùng bang chúng Nhật Hồ. Vì vậy khi nghe Vương thuyết phục họ cảm động, quy phục triều đình. Từ khi nghe tin sứ thần Đại Việt thuyết phục hai bang Nhật Hồ, Trường Giang quy phục triều đình. Trên từ Lưu Hậu, Hoàng đế cho tới quần thần không hiểu bằng cách nào mà Vương nói cho bọn đại ma đầu nghe theo. Bây giờ Định Vương nói ra, mọi người mới hiểu. Họ nghĩ thầm, thì ra thế. Bọn Nhật Hồ dùng bá đạo khống chế người, Đại Việt dùng ân đức thu phục nhân tâm chúng. Hầu hết các quan văn thần đều có thiện cảm với sứ đoàn Đại Việt, còn những người bị chúng Chu Sa độc trưởng lại mong Hoa Việt thân thiện để được giải ách. Bởi bị độc trưởng hành hạ bấy lâu, họ như sống trong địa ngục. Nếu không có Lưu Hậu ngồi trong màn, có lẽ họ đã chạy tới xin Thiệu Thái trị bệnh cho rồi. Bỗng nhà vua lên tiếng, bách quan nghe cho rõ. Tất cả mọi tiếng xì xầm đều tắt hết. Nhà vua tiếp, chính chấm cũng bị chúng độc trưởng này. Cách đây 2 ngày, thân thế tử đã trị cho chấm rồi. Từ trước đến giờ quần thần đều nghe biết nhà vua cũng bị chúng trưởng này, nhưng không ai dám nói ra. Bây giờ chính miệng nhà vua tuyên phán thì còn sai thế nào được. Khi nhà vua đã nói ra,
chắc chắn bọn bang Nhật Hồ tiềm ẩn trong triều sẽ bị chỉ mặt điểm tên. Yến Thủ vái khai quốc vương, thưa vương gia nói trong triều có nhiều dư đảng bang Nhật Hồ, thế chúng là những ai? Khai quốc vương nghĩ thầm, Yến Thủ biết rõ mọi biến cố nội cung. Khi y dám nói câu này, có nghĩa là Thái Hậu đã bị kiềm chế hoàn toàn. Phe đảng hiếu chiến không còn nữa. Đã đến lúc nên công khai hạ chúng đây. Ta phải can đảm mới được. Vương chắp tay vái yến, đa tạ đại học sĩ hỏi đến. Vãn sinh xin thưa, hiện có những đại thần bậc nhất bậc nhị xuất thân Hồng Thiết giáo. Cao nhất là ngài Thái tử Thiếu Phó, Kinh Hồ Tiết Độ Sứ, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, Tổng Quản Ngự Lâm Quân, Tổng Lĩnh Thị Vệ, Ngô Quốc Công Tôn Đức Khắc. Tôn Quốc Công nguyên có tên Đào Tường Phúc lĩnh tả hộ pháp của Hồng Thiết giáo Đại Việt. Khai quốc vương không nói, thì cả triều đình nhà Tống đều tưởng Tôn Đức Khắc là dư đảng bang Nhật Hồ Trung Quốc mà Lưu Hậu dùng y khống chế quần thần. Muôn ngàn lần họ không bao giờ ngờ y lại chính là Đào Tường Phúc, một đại ma đầu, một khâm phạm từ đời vua Thái Tông. Vì vậy khi vương nói xong, họ kinh ngạc đến nỗi không ai dám bật lên tiếng suýt xòa. Khai quốc vương tiếp, nhân vật thứ nhì là ngài Thái tử Thiếu Bảo, Tả Vệ Thượng Tướng Quân, Nam Thiên Kinh Lược Sứ, Việt Quốc Công Lê Lục Vũ. Lê Quốc Công nguyên có tên Chu Bội Sơn lĩnh hữu hộ pháp của Hồng Thiết giáo Đại Việt. Đến đây thì triều thần chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, không ai nói lên lời. Khai quốc vương tiếp, nhân vật thứ ba là ngài Sử Vạn Na Vượng. Ngài Sử Vạn Nguyên là em của quốc vương Lão Qua. Người được phong chức tước như sau, kiểm hiệu Thái Sư, Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ, Đồng Bình Chương Sự, Nam Phương Tĩnh Lự Công Thần, Lão Qua Quận Vương, Thực Ấp Vạn Hộ, Thực Phong Ngũ Thiên Hộ. Nhưng vì theo Hồng Thiết giáo, nên khi về nước tranh ngôi vua với anh bị thất bại. Ngài sang Thiên Triều, được phong Chấn Quốc Đại Tướng Quân lĩnh chức Tổng Lĩnh Ngự Lâm Quân. Nhưng có ai ngờ ngài lại là Đông Phương Sứ Giả của Hồng Thiết giáo Đại Việt. Triều thần không ít thì nhiều đã bị Sử Vạn dùng Chu Sa độc trưởng khống chế. Vì vậy, khi Khai Quốc Vương nói y là Đông Phương Sứ Giả Hồng Thiết giáo Đại Việt, họ đều mặc nhiên công nhận là đúng. Khai Quốc Vương tiếp, nhân vật thứ tư là ngài Khiếu Tam Bản, chức tước tại Chân Lạp là Thái tử Thiếu Sư, Nam Thiên Tiết Độ Sứ, Tả Vệ Thượng Tướng Quân, Đồng Bình Chương Sự, Chân Lạp Quận Vương. Vì theo Hồng Thiết giáo bị thất thế, sang Thiên Triều được phong Hoài Hóa Đại Tướng Quân, Tổng Lĩnh Thị Vệ. Không ai ngờ ngài là Nam Phương Sứ Giả của Hồng Thiết giáo Đại Việt. Tào lợi dụng thấy bao nhiêu cơ mật mà chỉ Lưu Hậu với y cùng bọn Lã Di Giản biết, nay bị Khai Quốc Vương nói toẹt ra giữa triều đình. Y hoảng kinh, chờ Lưu Hậu phản ứng, mà tuyệt không thấy bà nói gì cả. Cơ chừng này nhà vua cầm quyền đến nơi rồi. Nhà vua mà cầm quyền thì chỉ nguyên tội con y hiếp đáp lương dân cũng đủ làm cho y mất hết chức tước. Huống hồ cái tội kiềm chế Lý Phi, hoán chúa, khi quân bấy lâu, có khi cả Lưu Hậu với y cũng không còn đất mà chôn. Trước thế nguy, y quát lên, tên ôn con Lý Long Bồ kia, mi dám bịa đặt chuyện vu hãm công thần. Hai vị đại thần Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ mà mi dám bảo là Đào Tường Phúc, Chu Bội Sơn không khác gì nói mặt trời mọc đằng Tây. Còn hai vị Sử Vạn, Khiếu, mi bảo là sứ giả Hồng Thiết giáo giao trì. Mi lão đến như thế, khiến lão phu không thể chịu nổi nữa rồi. Mi có câm họng không? Khai quốc vương vẫn khoan thai tiếp, ngoài ra còn 10 trưởng lão bang Nhật Hồ ẩn thân dưới lớp áo thị vệ, được phong chức nhập nội đô chi. Tào lợi dụng kinh hoàng nghĩ thầm, ta phải giết ngay tên này để bịt miệng mới được. Sau khi y chết rồi, hỏi ai dám xung tràng lý luận với ta. Nghĩ vậy y bước ra, phát một chưởng bằng tất cả bình sinh công lực hướng vào người Khai Quốc Vương. Y ra tay như điện chớp. Mọi người đều la hoảng, nhắm mắt lại, vì không muốn nhìn Khai Quốc Vương tan xương nát thịt. Không ngờ khi chưởng sắp tới, vương lách mình một cái nhảy lên cao. Chưởng trúng ghế vương ngồi. Dầm một tiếng, chiếc ghế bằng gỗ chắc lớn như vậy vỡ tan thành từng mảnh. Trong khi đó vương đáp xuống bên văn ban, Tào lợi dụng đánh hụt, y quyết không tha, chuyển tay phát trưởng nữa nhanh như điện chớp. Khai quốc vương thấy nếu mình nhảy tránh, ắt ít nhất có mấy văn quan tan xương nát thịt mà chết. Vương vận sức theo Vô Ngã Tướng Thiền Công của công chúa Yên Lãng, tay như ôm vòng thái cực. Trưởng của Tào lợi dụng trúng người vương, bao nhiêu kình lực bị thu hết. Vù một cái, y cảm thấy như đánh một trưởng lên trời, kình lực trong người mất. Kinh hoàng y nhảy lùi lại. Miệng la, mi dùng tà thuật. Nhà vua quát lên, Tào quốc công ngừng tay. Từ ngày vua Chân Tông băng hà, Lưu Hậu cầm quyền, lợi dụng phụ chính. Y coi nhà vua như đứa trẻ đã quen. Mỗi khi y tâu gì, Lưu Hậu quyết định hết. Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Hậu im lặng,
và nhà vua quát lên tỏ ra có uy quyền. Y vội lùi lại. Nhà vua nói với khai quốc vương, việc vương tố đích danh 4 đại thần cùng 10 thị vệ thuộc dư đảng bang Nhật Hồ, hiện mới có bên nguyên. Đợi 14 vị kia về đây, chấm sẽ cho đối chất. Bây giờ hãy nghị về quốc danh Đại Việt đã. Nghe nhà vua nói, nghị về quốc danh của Giao Chỉ, mà lại gọi Giao Chỉ bằng danh tự Đại Việt. Quần thần đều biết ý nhà vua muốn để yên cho Giao Chỉ với quốc danh Đại Việt. Cho nên phe thân Đại Việt, phe trung lập đều hiểu vấn đề đã ngã ngũ. Yến Thủ Tâu, kể từ khi Đức Thái Tổ ta dựng nghiệp, những nước xung quanh, vì nghe Thánh Đức, dùng nho trị dân, nên đều hướng về. Trong tất cả các nước đó, Đại Việt là đất văn hiến nhất. Hiện nay trên có nhân quân trị vì, dưới có văn võ bá quan trung thành, nhất là võ học cực thịnh. Thuận Thiên Hoàng đế lại lễ hậu, cử khai quốc vương đi sứ kết hiếu. Trên đường sang Tống, vương thu phục được bang Trường Giang, bang Nhật Hồ, công lao ấy thực quý không gì bằng. Thần nghĩ, bệ hạ nên triệt những quan biên chấn thích gây thù hận với tộc Việt, hầu nêu cao Thánh Đức. Bọn Lã Di Giản thấy Yến Thủ từ trước đến nay là người cùng phe đảng với mình, chủ xâm Đại Việt. Hơn nữa y thuộc tâm phúc của Thái Hậu, cùng Hoàng đế. Nay bỗng dưng đổi hẳn thái độ, thì cho rằng Hoàng đế đã bỏ ý chiếm Nam Phương. Chúng đưa mắt nhìn nhau, không chừng là ý riêng của Hoàng đế, chứ không phải của Thái Hậu. Ta cứ chờ xem. Lã Di Giản im lặng. Nhà vua nói với Định Vương, như vậy nghị sự đã quyết. Từ khi chấm lên ngôi, được các khanh phò tá, lấy đức nhân trị dân, bốn phương phẳng lặng. Thế nhưng mấy biên thần hiếu sự, khi quân, nói sàn, tâu bậy về Nam Biên, khiến bao lần Hán Việt suýt có chiến tranh. Ngược lại tế tác khu mật viện cho biết Đại Việt đang có nhân quân trị vì, dân chúng sống những ngày nghiêu, tháng thuấn. Vì vậy chấm phải để đích thân Thái Sư vi hành Nam Phương. Chính mắt Thái Sư đã thấy, lại chính tai Thái Sư đã nghe về đời sống hạnh phúc trăm họ Nam Phương, khiến chấm nghe tâu lại mà lòng hân hoan đến vô cùng. Biên thần tấu rằng Thuận Thiên Hoàng đế là tên chăn trâu, là tên ở chùa, vô học bất thuật. Điều này đúng, thuở thơ ấu Thuận Thiên Hoàng đế theo học với Bồ Tát Vạn Hạnh tại chùa Tiêu Sơn, cho nên văn võ toàn tài. Và dù người có là tên ở chùa chăng nữa, thì anh hùng đâu quản xuất thân. Hán Cao Tổ không xuất thân ti tiện đó ư? Bậc quân phụ không cần giỏi, mà cần đức, sao đem hạnh phúc cho dân? Mà cần đức, sao... Nhà vua nói lớn, vương cho triệu hồi biên thần Nam Phương đã dối triều đình tâu rằng Thuận Thiên Hoàng đế là hôn quân ác độc, thay vào đó những văn thần ôn hòa, đem văn phong, lễ nghĩa dạy dân chúng. Những đạo quân đóng ở Nam Biên phải di về Bắc Biên, hầu đối phó với Khất Đan. Lại tuyên chỉ cho Yến Thủ, Yến Đại học sĩ thu thập tất cả thư tịch về kinh, sử, tử, tập, mỗi loại chọn lấy hai bộ giao cho sứ đoàn Đại Việt mang về tặng cho Thuận Thiên Hoàng đế. Như vậy từ nay tộc Hán, tộc Việt sống như anh em. Quần thần ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu những gì đã xảy ra. Vì từ trước đến giờ, triều thần nghị sự rồi, thì chính Thái Hậu ban chỉ dụ. Nay những việc lớn lao vô cùng về Nam Thủy, Thái Hậu ngồi kia, mà sao Hoàng đế lại tự quyết không hỏi ý kiến bà? Lã Di Giản biết ý nhà vua đã định. Y kinh hoàng nghĩ thầm, nếu để cho nhà vua nắm quyền, thì việc Lưu Hậu khống chế thần phi sẽ đổ bể. Bọn ta bị liên đới, ắt họa Chu Di Tam tộc khó tránh. Âu là ta cứ coi như nhà vua vô quyền. Y đâu biết rằng chính Lưu Hậu bị Lý Phi khống chế, nhà vua thay đổi hết chức vụ ngự lâm quân cùng thị vệ rồi. Y đến trước màn tâu, tâu Thái Hậu, Hoàng thượng quyết định về chính sách Nam Thủy có phần không ổn. Mong Thái Hậu ban chỉ dụ. Thái Hậu quát lên, Lã Di Giản. Người thực là to gan lớn mật, dám chống lại cả chỉ dụ của Hoàng thượng ư? Tiên đế di chỉ cho ta thính chính, chứ có cho ta định quốc sự đâu. Thế mà mi dám nói Hoàng thượng quyết định không ổn. Mi khinh khi Hoàng thượng là ấu quân ư? Thị vệ đâu? Bắt Lã Di Giản bỏ ngục chờ đình thần luận tội. Trần Bảo Dân dạ một tiếng tiến đến nhắc bổng Di Giản mang khỏi điện. Quần thần ngơ ngác nhìn nhau không ai hiểu gì cả. Bọn Trương Kỳ, Hạ Tùng, Trần Nghiêu Tá, Phạm Ung, Triệu Thực cùng đến trước màn quỳ gối, muôn tâu Thái Hậu. Tiếng Thái Hậu quát, các người muốn gì? Trần Nghiêu Tá tâu, từ hơn 10 năm nay, Thái Hậu cùng triều đình mất không biết bao nhiêu tâm huyết cũng như tiền bạc. Nào luyện binh tuyển tướng, nào mua sắm vũ khí, nào đóng thuyền chuẩn bị Nam Chinh. Này chỉ vì sứ đoàn Giao Chỉ sang mà đổi ngược lại. Hơn nữa, Lã Tể Tướng là lão thần phò tá đã ba đời vua, không hề phạm tội. Chỉ vì trung thành với Thái Hậu nên thấy Thái Hậu chưa tuyên thánh ý, trong khi Hoàng thượng còn quá trẻ, bồng bột quyết định chính sách Nam Biên hấp tấp mới can gián.
Thế mà Thái hậu truyền bắt giam. Vương Đức Dụng tâu, tâu bệ hạ, giữa chiều đường mà Trần Thượng Thư dám buông lời khi quân tác loạn. Xin bệ hạ truyền bắt chặt đầu ngay để dân chúng. Từ trước đến giờ bọn lã di giản, Trần Nghiêu Tá nịnh hót theo Lưu Hậu, khinh khi nhà vua cùng đồng liêu đã quen. Nay đã cũ còn, Nghiêu Tá hách dịch quát, Vương Đức Dụng, mi định phản Thái hậu ư? Thái hậu quát, Vương ngự sử đàn hạch đúng. Thị vệ đâu, bắt năm tên này giam lại cho ta. Thị vệ dạ giam. Nghiêu Tá hỏi, tâu Thái hậu bọn thần tội gì? Còn tội gì ư? Chính mi vừa nói hoàng thượng còn quá trẻ, quyết định chính sách Nam Thùy bồng bột hấp tấp. Như vậy là khi quân, nhục mạ chúa, tội phải tru di tam tộc. Thị vệ dẫn năm người rời khỏi điện. Tự Mai cười thầm, tiên sư cha bọn hiếu chiến. Đám đầu sỏ quan văn bị bắt hết rồi, còn bọn võ quan nữa là xong. Đến đó lễ quan vào Quỷ Tâu, có sứ đoàn Xiêm La xin vào triều kiến. Thái tử An Nan Tam Gia La Sun cùng Vương Phi, công chúa Nong Nụt cùng vào quỳ gối hành lễ. Diêu Vạn theo sau. Diêu Vạn tâu, hạ thần Diêu Vạn, lĩnh chiêu thảo sứ thuộc Kinh Châu, giữ trách vụ hộ tống sứ đoàn Xiêm xin triều kiến. Thần kính chúc Thái hậu cùng Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp theo An Nan Tam Gia La Sun, Vương Phi và Nong Nụt cùng quỳ tâu, chúc tụng. Thái hậu nói vọng ra, mời Vương Phi An Nan Tam Gia La Sun cùng công chúa Nong Nụt vào trong này đàm đạo với ta. Vương Kỳ hỏi Diêu Vạn, chiêu thảo sứ. Triều đình nhận được tấu chương của kinh lược sứ Kinh Châu cùng chiêu thảo sứ về việc hai đại thần Sử Vạn Na Vượng cùng Khiếu Tam Bản làm đạo tặc. Bây giờ chiêu thảo sứ hiện diện tại đây, người hãy trực tiếp tấu trình lên hoàng thượng. Diêu Vạn khoan thai thuật lại từ đầu đến cuối việc y hộ tống sứ đoàn Xiêm, dọc đường xảy ra cuộc động thủ với Sử Vạn, Khiếu một lượt. Nhà vua hỏi Định Vương, hoàng thúc nghĩ sao? Định Vương tâu, triều đình cần phải làm cho sáng tỏ việc tiếp sứ đoàn Đại Việt, Xiêm La, bằng không uy của thiên tử bị giảm rất nhiều. Còn gì nhục nhã bằng thiên triều mà không bảo vệ nổi sứ đoàn, để đạo tặc lộng hành. Thần xin để khai quốc vương tâu trình nữa mới có thể quyết đoán được sự thực ra sao. Khai quốc vương tâu tỉ mỉ chủ trương của Đại Việt, đất có chủ, nước có vua. Tống là nước lớn, Đại Việt sang cống là để tỏ lòng hiếu kính. Vì vậy mọi sự xảy ra trên đất Tống, sứ đoàn tuyệt đối không sử dụng võ công. Khi tới biên giới gặp tiếp dẫn sứ Tào Khánh dẫn 10 thị vệ đi đón. Sau đó bang trưởng Giang dùng kế bắt Tào Khánh cùng đám kỵ binh hộ Tống, rồi quay lại uy hiếp sứ đoàn bắt đi tìm kho tàng ở Khúc Giang. Dọc đường sứ đoàn thuyết phục bang trưởng Giang quy phục triều đình ra sao? Lý Điệt bước ra xá khai quốc vương, vương gia. Lão phù nghe nói trưởng Giang thất quỷ vốn thuộc dư đảng của bang Nhật Hồ. Hai gã Phương Hồ, Phương Báo trước đây là tả, hữu sứ của bang này, võ công, độc công chúng cao thâm không biết đâu mà lường. Lại nữa, động đình Tam Ưng nức tiếng vùng Giang Hạ. Vương gia làm thế nào mà khuyến dụ họ theo triều đình? Khai quốc vương biết Lý Điệt muốn vương đi vào chi tiết để bọn hiếu chiến nể mặt. Vương gật đầu, thưa đại học sĩ, thực sự nếu dùng bản lĩnh võ công, anh em Vãn Sinh dư sức đàn áp chúng. Nhưng khổ nỗi anh em Vãn Sinh đi sứ kết hiếu với triều đình, nhân sĩ, võ lâm Tống, lại nữa có tiếp dẫn sứ cùng thị vệ hộ Tống. Vì vậy anh em Vãn Sinh nhất định không dùng võ công. Cuối cùng thân Thiệu Thái chỉ dứt Chu Sa độc trưởng cho họ. Còn Vãn Sinh đem chính đạo ra thuyết phục. Họ nghe theo. Bọn theo phe đảng Lưu Hậu lòng như lửa đốt. Bang Trường Giang lớn biết bao. Bọn chúng mất mấy năm mới thu phục được. Bang này dùng khống chế các quan vùng Giang Nam. Mới đây nghe bọn Trường Giang quy phục Định Hương, chúng cứ nghĩ rằng vương dùng đại binh diệt. Bây giờ chúng mới vỡ lẽ do khai quốc vương khuyến dụ. Nhưng khuyến dụ như thế cách nào, vương lại không chịu khai rõ. Tào Lợi Dụng nói, lão phu không tin. Định Vương giơ tay ra hiệu im lặng. Vương nói, quốc công không tin cũng phải tin. Cô gia đã xung đám bang chúng Trường Giang và thủy quân rồi. Ai không muốn làm quan, đã ngoan ngoãn về quê làm ăn. Hiện giờ khắp vùng Trường Giang không còn nạn đạo tặc nữa. Khai quốc vương lại kể đến việc hai lão Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ hợp với Dư Tĩnh đánh thuốc độc sứ đoàn cùng Định Vương với Tùy Tùng. Chúng còn nói rõ nhận chỉ dụ của Thái Hậu làm điều đó. Quần thần nghe vương thuật họ tin ngay. Trong khi Thái Hậu nổi giận đùng đùng, hai tên này nói láo. Hoàng Nhi mau truyền chỉ truy tầm chúng đem về xẻo từng miếng thịt ra để trị tội. Vương thuật tiếp, hai lão Tôn, Lê tưởng sứ đoàn bị trúng độc. Trong khi sứ đoàn được Thiệu Thái giải độc, vẫn mạnh khỏe như thường. Khi đến Tương Giang bị một lực lượng bí mật bắt gần hết 10 thị vệ. Thuyền vào hồ Động Đình hai lão mà đuổi theo địch thủ, bỏ mặc sứ đoàn.
sứ đoàn tự lên Kinh Châu thì bị Sử Vạn Na Vượng, Khiếu Tam Bản nói rằng tuân chỉ Thái Hậu áp tải về Kinh. Rồi dọc đường xảy ra cuộc đụng độ với Thiết Kỵ hộ tống sứ đoàn Xiêm. Hai lão Sử, Khiếu bỏ chạy. Sứ đoàn tự đến Kinh một mình. Triều đình biết tất cả những điều vương kể đều đúng. Họ chờ xem Thái Hậu phản ứng ra sao. Lý Ti Tâu, Tâu Hoàng Thượng, xét cho kỹ hai đại thần Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ quả có phạm tội thực, nhưng phải chờ hai vị đó về mới có thể kết tội được. Còn Sử Vạn Na Vượng vốn người lão qua, nhờ võ công cao, cần mẫn chính vụ, nên được phong chấn quốc đại tướng quân thống lĩnh thị vệ. Khiếu Tam Bản vốn người chân lạp, nhờ võ công cao, từ chức nhập nội đô chi, thăng lên hoài hóa đại tướng quân, lĩnh bắc ban nội phẩm. Cả hai đã tới cực phẩm, không lẽ đang lĩnh chỉ đón sứ đoàn Đại Việt, lại làm đạo tặc. Tùy có tấu trình của kinh lược sứ Kinh Châu cùng như chiêu thảo sứ, xin Hoàng thượng chờ hai vị đó về đây đối chất, rồi hãy kết tội. Vương Đức Dụng tâu, Tâu Hoàng thượng, việc Sử, Khiếu làm đạo tặc không phải mình kinh lược sứ Kinh Châu tấu, mà chính ngay Tư Mã Kinh Châu Trần Trung Đạo trực tiếp đánh đuổi Sử, Khiếu cũng đã về triều điện tấu thì còn sai thế nào được. Sau đó tới chiêu thảo sứ Diêu Vạn cùng đội thiết kỵ 100 người, hơn 200 con mắt đã chứng kiến, liệu có lầm được chăng? Lại nữa sứ thần An Nan Tam Gia La Sun cùng Vương Phi, công chúa cũng chứng kiến. Xin Hoàng thượng ban chỉ triệu 4 người vào triều kiến ngay để rõ ngay gian. Đến đó lễ bộ thượng thư Tôn Thích Quỷ Tâu, Tâu Hoàng thượng, đến giờ các ứng sinh phò mã vào điện kiến. Xin bệ hạ cho ngừng triều nghị. Nhà vua gật đầu, mời các ứng sinh vào. Tôn Thích vẫy tay, từ ngoài, các ứng sinh hàng người lũ lượt tiến vào điện. Đám Địch Thành, Triệu Tiết, Khúc Trần lẫn vào với các ứng sinh. Khai Quốc Vương ra hiệu cho Tôn Đản đứng vào chỗ của nó. Thấy Vương không gọi, Lê Văn, Tự Mai vẫn khoanh tay hầu sau nhà vua. Tôn Thích hô, các ứng sinh phò mã bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Các ứng sinh đồng dập đầu 4 lần. Tôn Thích ra hiệu, các ứng sinh đứng sang một bên. Một văn quan dùng tay ra hiệu, nhã nhạc êm dịu nổi lên. Một lễ quan sướng, công chúa điện hạ cùng các thiên kim tiểu thư hội diện với chữ ứng sinh. Từ sau màn, tiếng ngọc bội khua rộn ràng, rồi cứ 3 thiếu nữ một từ từ tiến ra, tay mỗi người cầm một cành hoa bằng vàng. Trong đại điện hơn 500 người, mà không một tiếng động. Các thiếu nữ tiến ra, mỗi người ngồi vào một chiếc ghế đặt đối diện với ứng sinh. Các nàng cầm cành hoa bằng vàng cắm vào chiếc ống bạc gắn trước ghế của mình. Mọi người cùng đưa mắt nhìn, xem trong 18 hoa khôi, ai là công chúa Huệ Nhu mà tuyệt không nhận ra. Tôn Đản, Tự Mai, Lê Văn nhìn nhau, như tự nói, hỡi ôi! Có đi ra ngoài mới biết đất thấp trời cao, ngoài bầu trời này còn bầu trời khác. Trước kia mình cứ tưởng Thanh Mai đẹp hồng hào, đẹp lồ lộ như đóa hoa hải đường. Mỹ Linh đẹp như đóa hoa lan, trong cái đẹp có cái ôn nhu văn nhã. Đào Hà Thanh đẹp tươi như bông hồng dưới nắng ban mai. Lâm Huệ Phương đẹp huyền ảo, mờ mờ như người trong mộng. Bây giờ mới thấy 18 thiếu nữ này mỗi người một vẻ, đâu kém gì Hà Thanh, Huệ Phương. Tự Mai đưa mắt nhìn một lượt, bỗng chàng giật bắn người lên, vì thiếu nữ ngồi ở ghế thứ 9 chính là Thuận Tường. Bất giác chân tay chàng run run. Chàng muốn làm một cử chỉ gì cho Thuận Tường nhận ra chàng, nhưng Thuận Tường vẫn nhìn vào đám ứng sinh. Lễ bộ thượng thư Tôn Thích nói, bây giờ các ứng sinh tự chọn lấy một hoa khôi, rồi đến đứng trước hoa khôi đó. Các ứng sinh khoan thai đến trước các hoa khôi. Hoa khôi có nhiều người đứng trước nhất là 15. Hoa khôi có số người đứng trước ít nhất là 5. Tự Mai giật mình khi thấy Triệu Tiết đứng trước Thuận Tường. Mà Thuận Tường chính là hoa khôi có nhiều ứng sinh nhất. Tôn Thích hỏi Tự Mai, Lê Văn, dường như hai vị cũng ứng tuyển phò mã thì phải. Nếu có xin chọn hoa khôi đi chứ? Tự Mai lẳng lặng đến đứng trước Thuận Tường. Thuận Tường đã nhận ra chàng. 4 mắt nhìn nhau, biết bao nhiêu tình. Còn Lê Văn, chàng chọn một hoa khôi ít ứng viên nhất. Tôn Thích hướng vào các ứng sinh, các vị đây sắp sửa thành phò mã, cũng như rể đông sàng của đại thần. Tuy các vị đã được An Vũ Sứ Châu Quận xét lý lịch, tuy vậy bây giờ nếu vị nào thấy mình ở trong phạm vi cấm, hãy xin rút tên ra cho kịp. Bằng không sau này chuyện đổ bể sẽ mang tội khi quân. Các ứng sinh im lặng. Tôn Thích tiếp, trong các quan cũng như ứng sinh, nếu vị nào nhận ra một ứng sinh dối trá, phải thẳng tay tố cáo. Bằng không cũng mang tội khi quân. Quách Quỳ tiến ra Quỳ Tâu, thần Quách Quỳ, dòng dõi Quách Quân Biện. Tâu bệ hạ, trong chỉ dụ tuyển phò mã nói rằng, ứng sinh tam đại không được ở trong các trường hợp sau, không thuộc bọn ngụy, phản tặc chống triều đình, không thuộc bọn trộm cướp, không thuộc dư đảng của bang Nhật Hồ.
Thần thấy ở đây có hai người thuộc phản tặc chống triều đình. Tôn Thích hỏi, Quách Sinh cho biết hai người đó là ai? Quách Quỳ chỉ Lê Văn, người này họ Lê tên Văn. Phụ thân y là Lê Long Man, con thứ Lê Hoàn. Như vậy y là cháu nội của Hoàn. Thời vua Thái Tông, triều đình sai nguyên soái Hầu Nhân Bảo cùng nội tổ thần sang chinh thảo giao trì. Hoàn mang quân chống lại làm quan quân chết rất nhiều. Vì vậy y không thể được ứng tuyển. Vương Đức Dụng hỏi Lê Văn, Ứng Sinh Lê Văn phải trả lời cho rõ. Việc ấy có đúng không? Lê Văn vốn nhún nhặn, nhưng từ ngày sinh ra nó đã tự hào về chiến công của ông nội. Chàng nghĩ thầm, mình có cần chúng cách đâu. Mình cần trượt kia mà. Đã vậy mình nói ngang như cua, như ghẹ cho chúng biết mặt anh hùng. Dối bị trượt càng tốt. Chàng nói vang cả điện lên, Quách huynh thật không hổ dòng dõi trung thần. Đúng đấy, tôi nghe phụ thân kể rằng trong trận đánh trên sông Bạch Đằng, tên Quách Quân Biện bị bắt sống. Y kinh sợ, run rẩy đến nỗi dập đầu 300 lần trước một nữ tướng để khỏi bị giết. Trong thời gian ở tù, mỗi ngày y đều khóc lóc xin được về quê sống với vợ con. Sau khi Tống, Việt hòa, y được trao trả. Nghe đâu về Tống, y huênh hoang kể công trận anh hùng tưởng tượng của y. Tự mai chiêm vào một câu, lúc bị bắt, y dập đầu binh binh trước nữ tướng, xin tiểu cô nương tha cho cái mạng kiến ruồi này. Nữ tướng khinh khi hỏi, người đường đường là tướng của Tống Triều, tại sao lại hèn hạ quá vậy? Nữ tướng đá vào đít mấy cái, rồi truyền cho y mỗi ngày múc 10 thùng phân tưới rau. Lê Văn tiếp, đã hết đâu. Ngày nào y cũng khóc lóc thảm thiết xin được phóng thích. Quách Quỳ tức quá văng tục, mi. Mi nói như người ta đánh. Dám ấy. Lê Văn làm bộ điếc để tay lên tai hỏi, Quách huynh nói gì? À, có phải Quách huynh nói lúc bị cầm tù, tổ phụ phải ăn thịt rắn ư? Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Nước tôi là nước nhiều gạo, lắm thịt, dù nuôi tù cũng không đến nỗi bắt ăn thịt rắn. Quách Quỳ nhảy vọt lên tấn công Lê Văn bằng một trưởng thiếu lâm, trưởng phong khá hùng hậu. Mọi người kinh ngạc khi thấy Lê Văn không đỡ, chàng thản nhiên vận công chịu đòn. Bình, rắc rắc, một thân hình bay bổng lên cao, rơi xuống đến huỵch một tiếng. Mọi người tưởng Lê Văn bị đánh bay đi, không ngờ lại chính là Quách Quỳ. Quách Quỳ đánh trộm mà không thành. Y bị nội công Lê Văn phản ứng, xương tay bị gãy đau thấu ruột gan. Nhưng nó không dám rên la vì tự biết rằng mình dùng võ công trước mặt hoàng đế là tội đại bất kính, có thể mất đầu. Y vội giả vờ nằm quằn quại không bỏ dậy được. Lê Văn là thầy thuốc, thoáng nhìn chàng đã biết gian mưu của Quách Quỳ. Chàng cười, chả Quách huynh quả thực dòng dõi tướng môn, mưu trí tuyệt vời. Nhưng Quách huynh ơi, cái khổ nhục kế của Quách huynh chẳng nên dùng ở đây. Nói rồi chàng chĩa ngón tay phóng một lĩnh nam chỉ vào huyệt Kiên Ngung, phong thị của Quách Quỳ. Quỳ cảm thấy hết đau, nó ngồi dậy, tôi với Lê huynh không thù, không oán. Nhưng chiếu chỉ của triều đình nói, nếu tôi biết mà không tố cáo, thì cũng mang tội khi quân. Lê Văn cười, đa tạ Quách huynh. Chàng đưa mắt nhìn nong nụt. Câu nói đó của chàng chỉ sứ Đoàn Việt biết chàng nói thực. Nói rồi chàng bước khỏi chỗ đứng, ra sau nhà vua khoanh tay thái độ ngang tàng, coi như không cần cái ngôi phò mã. Vô tình chàng đứng cạnh ghế của nong nục, bốn mắt nhìn nhau chan chứa tình. Quách Quỳ chỉ Tự Mai, cũng trong lần Nam Chính thời vua Thái Tông, có Trần Chí Đức. Trần Tự Mai là con của Trần Tự An, mà Tự An là con Trần Chí Đức. Chính Trần Chí Đức chỉ huy đệ tử phái Đông A đánh trận Bạch Đằng. Vì vậy Tự Mai không thể được ứng tuyển. Tự Mai thấy Thuận Tường cau mặt lại. Nàng nhìn Quách Quỳ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tự Mai hứng chí, chàng cười ha hả gật đầu, đúng thế. Ông nội tôi cùng đệ tử Đông A giết không biết bao nhiêu giặc ở trận Bạch Đằng. Sau khi giết giặc người không nhận bất cứ chức tước nào của triều Lê. Đó là chủ đạo của tộc Việt. Chàng nhìn lên thấy Thuận Tường cau mày lắc đầu, dùng ngón tay ra hiệu cho chàng, ý bảo, đừng nói nữa. Chàng định lùi lại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của Tào Lợi Dụng, cáu quá chàng nghĩ thầm, tổ bà nó, ta đếch cần. Bất biết Thuận Tường sẽ được gả cho ai. Ta hãy bênh vực chủ đạo của tộc Việt đã. Đêm nay ta đi tìm cứu nàng ra, rồi ngao du như nhị sư huynh. Ta đía cần ứng tuyển nữa. Tào Lợi Dụng vẫn hầm Tự Mai. Lão hỏi chàng, Trần huynh đệ, nếu như huynh đệ trúng tuyển làm phò mã, triều đình sai huynh đệ mang quân Nam Chinh, huynh đệ sẽ hành động như thế nào? Dĩ nhiên Vãn Sinh sẽ từ chối. Lợi Dụng cười lớn, làm phò mã mà bất tuân chỉ của triều đình, chẳng hóa ra khi quân phạm thượng ư? Chủ đạo của tộc Việt thế sao? Tự Mai cười lớn, ngài là tể tướng mà không hiểu gì về đạo lý cả.
Ngài thử nghĩ xem, vãn sinh xuất thân là người Việt mà lại cầm quân nước ngoài về đánh quê hương mình, giết đồng bào mình, thì sau khi thành công, hoàng đế cũng chém đầu vãn sinh. Vì sao? Hoàng đế sẽ nghĩ, đất nước nó, mồ mả tổ tiên nó mà có còn vì chút danh lợi đem quân về phá, thì nó chung gì với ta? Nếu sau này nó gặp lợi lớn hơn, ắt nó cũng sẽ phản ta. Trường hợp triều đình mang quân Nam chinh, mà huynh đệ đang cầm quân ở Bắc, chắc huynh đệ đem quân về chiếm Biện Kinh cứu nước Việt. Ngài đừng suy bụng ta ra bụng người. Vãn sinh là tên nhà quê của đất Việt, hạnh ngộ kết huynh đệ với hoàng thượng. Hoàng thượng với vãn bối đã vượt ra ngoài những gì là Hán, là Việt, những gì là hoàng đế chí tôn với tên nhà quê. Như vậy hoàng thượng đãi ngộ vãn bối quá nhiều, chọn đời vãn bối không làm lợi cho hoàng thượng thì cũng không làm hại. Dù vãn bối không là quan Vân Trường thì cũng không thua Nghiêm Tử Lăng. Thái hậu lẫn nhà vua đều nhìn chàng gật đầu. Lợi Dụng cười vang cả điện, dù huynh đệ có lý luận đến đâu, huynh đệ cũng thuộc dòng dõi phản tặc. Tự Mai cười ha ha. Chàng vận nội công làm tiếng cười vang khắp điện, phản tặc. Thế nào là phản tặc? Tào Quốc Công có đọc Kinh Xuân Thu không? Tôi sinh ra là người Việt, lại được giáo dục về chủ đạo tộc Việt, tôi phải giữ chủ đạo đó. Từ mấy nghìn năm nay, Hán, Việt phân cương vực. Theo nghĩa quốc tổ tôi là con thứ, quốc tổ Trung Quốc là con cả. Vì vậy vua tôi là vai em, hàng năm phải đem phương vật tiến cống. Khi Trung Nguyên có vua Nhân Tử, để chúng tôi yên, thì Nam, Bắc hòa thuận. Còn như Trung Quốc ỷ lớn, ỷ mạnh mang quân sang đánh, chúng tôi tuy bé nhỏ, nhưng tự hào đủ sức bảo vệ đất tổ. Thời Ân, Phù Đồng Thiên Vương đốt 20 vạn quân, nay viết tích vẫn còn. Chàng ngừng lại nhìn Khai Quốc Vương, thấy vương tỏ ý tán thành. Chàng tiếp, thời Thủy Hoàng, sai Đồ Thư mang 50 vạn quân sang, chỉ một trận, Trung Tín Hầu đốt sạch tại khe Ma Tần Lĩnh, Đồ Thư bị nướng như nướng chả. Thời Vua Trưng, Quang Vũ sai Mã Viện, Lưu Long mang quân sang đánh. Hai phen trận Hồ Động Đình, xác lấp Trường Giang. Tại Tượng Quận, công chúa Nguyệt Đức đốt 20 vạn quân Vương Bá. Trận Nam Hải, đô đốc Trần Quốc chém tươi Đoàn Chí. Trận Lãng Bạc, đến nay còn hơn 100 gò mà xương chưa mục. Mới đây vua Ngô một trận, vua Lê một trận, sông Bạch Đằng cá ăn thịt quân Thiên Triều vẫn còn no. Gò Chi Lăng cao hơn núi, oan hồn 20 vạn quân chưa tan. Chàng nhìn Tào Lợi Dụng, nếu như Tào Quốc Công muốn lĩnh Ấn Nguyên Nhung sang đánh Đại Việt ư? Xin người về dặn con cháu đóng bàn thờ, rồi leo lên đó mà ngồi, đỡ phải khó nhọc lặn lội đi xa, rồi kết quả cũng giống Đồ Thư, Đoàn Chí, Hầu Nhân Bảo mà thôi. Nhà vua cũng như Yến Thù thấy Tự Mai vì bảo vệ chủ đạo tộc Việt mà đang từ thiếu niên ôn nhu văn nhã, bỗng biến thành ương ngạnh, ngang như cua, vội đưa mắt cho chàng như muốn bảo, thôi đi. Bây giờ bọn chủ chiến chưa bại hẳn, nếu cứ lối nói này, chúng vin vào đó mà tấn công thì thực khó chống đỡ nổi. Tự Mai tuy hiểu ý hai người, nhưng chàng vẫn bất chấp, tôi nhắc lại, nước tôi tuy nhỏ, nhưng chí khí anh hùng dân tôi không nhỏ. Tổ tiên tôi bảo vệ nước, mà bảo rằng phản tặc, thực không còn đạo lý nào vô đạo hơn nữa. Tống Thiên Tử là nhân quân, quần thần đều là những bậc hiền nho, lấy đức trị thiên hạ, không hề có dã tâm nam xâm. Duy một vài quái vật đa sự, việc bằng con tép, thổi phồng thành con cá voi, tìm cái xương trong quả trứng gà. Chàng chợt nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Thuận Tường, hùng khí trong lòng chàng nguội như cho tàn. Chàng không nói nữa, lùi lại sau nhà vua khoanh tay. Sau đó nhiều ứng sinh tố lẫn nhau, có 31 ứng sinh bị loại vì liên hệ với bang Nhật Hồ. Tôn Thích lại hô, phò mã hay rể Đông Sàng đại thần phải văn võ kiêm toàn. Bây giờ các ứng sinh thi văn, mỗi người phải trả lời một bài văn sách. Giám khảo lựa mỗi hoa khôi hai ứng sinh. Cuối cùng hai ứng sinh sẽ đấu võ. Ai thắng thì được. Các ứng sinh đã mang theo giấy bút. Mỗi người được chỉ định một chỗ ngồi trước chiếc chát. Tôn Thích quỳ gối, xin bệ hạ ban đầu đề thi. Nhà vua gật đầu nói, Tôn Tử viết phù, dụng binh chi đạo, công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ. Mạnh Tử viết ta hồ, bình đào chi sự hung khí dã. Thánh nhân bất đắc dĩ dụng chi. Một, ghi chú, một câu ớ phù, dụng binh chi đạo, công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ ớ lấy trong Tôn Tử binh pháp. Nghĩa là, than ôi, phàm cái đạo dùng binh xưa nay, đánh vào lòng người là thượng sách, đánh vào thành người là hạ sách. Dùng tâm chiến là thượng sách, dùng binh chiến là hạ sách. Câu ta hồ, binh đao chi sự hung khí dã. Thánh nhân bất đắc dĩ dụng chi nghĩa là, than ôi,
Bình đao là đồ ác độc, phàm thánh nhân thì bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Các ứng sinh thi nhau cầm bút viết. Trong khi các ứng sinh viết thì có tiếng hô: Trấn quốc đại tướng quân thống lĩnh ngự lâm quân sử vạn na vượng, Hoài hóa đại tướng quân tổng lĩnh thị vệ khiếu tam bản xin triều kiến. Sử vạn, khiếu tuy lĩnh chức tước của triều đình, nhưng chúng chỉ trực tiếp với Lưu Thái Hậu thi hành mật lệnh khống chế quần thần, cho nên ngay hoàng đế cũng không biết mặt chúng. Mãi gần đây, Lưu Hậu Nhân Định Vương vắng mặt, ban mật chỉ cho đại thần làm biểu tâu lên bà về công trạng hai người. Bà truyền phong chức tước cho chúng, để thay thế vào chỗ của Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ. Từ hôm sắc chỉ ban ra, hai người lĩnh mật lệnh Lưu Hậu thi hành sứ mạng, nên đến giờ chưa ai biết mặt chúng. Thái Hậu truyền, cho vào. Sử vạn na vượng, khiếu tam bản bước vào phủ phục dập đầu xưng tên họ chức tước. Thái Hậu hỏi, hai vị đại tướng quân, ta giao cho hai vị đi đón sứ đoàn giao chỉ. Thế sứ đoàn đâu? Khiếu tam bản tâu, hai anh em thần tới Giang Bắc thì gặp sứ đoàn, rồi hộ tống về kinh. Dọc đường không hiểu sao có lệnh của quan Tư Mã Kinh Châu truy tầm anh em hạ thần về tội trộm. Vì không mang thẻ bài, chiếu chỉ theo, nên thần đành lùi trước thiết kỵ. Khiếu tam bản tiếp, anh em thần có cảm tưởng như một thế lực nào đó, trong bóng tối mưu hại anh em hạ thần. Nói rồi y thuật lại chi tiết những gì xảy ra trên đường đi, đụng chạm với Diêu Vạn. Cả triều thần cùng nhìn nhau tự hỏi, vậy ai là người bày mưu hãm hại y? Điều vô lý là võ công y rất cao thâm, sao có thể để bị một thiếu niên đả bại? Vương Đức Dụng hỏi, nhị vị đại tướng quân, kinh lược sứ Kinh Châu thượng biểu rằng nhị vị nhập dinh người trộm cống bảo. Quan quân đều thấy mặt, nhị vị giao chiến với Tư Mã Trần Trung Đạo, kiếm nhị vị bị gãy, cán kiếm để tại Phạm Trường. Hiện Trần Trung Đạo lĩnh điện tiền chỉ huy sứ có mặt tại đây. Lại nữa, khai quốc vương tố đích danh hai vị là Đông Phương và Nam Phương sứ giả của Hồng Thiết Giáo Đại Việt. Xin các vị đối chất với nhau đi. Sử vạn na vượng kêu lên, oan uổng. Oan uổng, thần chưa từng biết dinh kinh lược sứ, cũng chẳng hề giao chiến với ai tên Trần Trung Đạo. Vậy Trần Trung Đạo là vị nào? Quần thần thấy y lờ vụ bị tố là người Hồng Thiết Giáo, tức y mặc nhiên công nhận rồi. Trần Trung Đạo từ võ ban bước ra, tay chỉ vào mặt Sử Vạn, khiếu, tâu. Đêm đó thần cùng chư tướng nghe tiếng báo động bên dinh kinh lược, vội chạy sang. Thần có giao chiến với hai người, tướng mạo tương tự như hai vị này. Sau khi giao chiến mấy chiêu, kiếm của hai người đó bị gãy. Chúng quăng kiếm lại, tháo chạy. Hiện tăng vật thần có mang theo, y vẫy tay. Một thị vệ bưng tới gói vải để giữa điện. Trung Đạo mở ra, trong có hai cán kiếm cùng mảnh kiếm gãy. Sử Vạn trông thấy vội chạy lại cầm kiếm lên xem. Bất giác mặt y tái xanh, vì đúng là kiếm của y với khiếu. Hai thanh kiếm này chúng để ở Biện Kinh, chứ nào có mang theo. Chứng cớ sờ sờ như thế này còn chối vào đâu. Vương Đức Dụng tiếp, khai quốc vương nói rằng nhị vị dùng thuốc di hồn ngũ hoa phấn đầu độc sứ đoàn, rồi lại còn nói đó là chỉ dụ của Thái Hậu. Sau đó dùng chu sa ngũ độc trưởng đánh Trần Bảo Dân. Hiện sứ đoàn Đại Việt cũng như Trần Bảo Dân có mặt ở đây. Hai vị hãy đối chất với sứ đoàn đi. Khiếu tam bản nghĩ rất nhanh, khi Thái Hậu ban chỉ dụ cho bọn ta, có dặn rằng không được cho người khác biết. Nhưng này không biết ma quỷ nào hai ta, không chừng là Định Vương. Chứng cớ sờ sờ, ta không chối nổi. Muốn thoát chết chỉ có cách đổ cho Thái Hậu, rồi sau đó cao chạy xa bay. Với võ công của ta, dễ gì ai làm địch nổi. Nghĩ vậy khiếu tâu, muôn tâu, Thái Hậu không ban chỉ trực tiếp cho thần đánh thuốc độc sứ đoàn. Người dạy rằng phải bắt sứ đoàn lai kinh. Vì võ công nhân vật trong sứ đoàn rất cao thâm, nên thần phải đánh thuốc mới bắt nổi. Chợt nhìn thấy Lê Văn đứng sau nhà vua, khiếu kinh hãi nghĩ, rõ ràng tên này phi ngựa trêu chọc bọn mình. Y là đồ đảng của tên Đặng Tông. Tại sao y lại đứng sau nhà vua? Thôi rồi, người hại ta là nhà vua chứ không phải Định Vương. Bất giác đưa mắt nhìn nhà vua, khiếu nhận ra nhà vua là thiếu niên đi cùng Tôn Đản vào tiểu lầu hôm trước, khiến y càng tin tưởng thêm rằng nhà vua sai bọn này hại mình. Y chú ý thấy trong đám sĩ tử ứng tuyển phò mã có Tôn Đản, máu giận sôi lên. Y nghĩ thầm, hoàng đế hại mình, nhưng mình không có chứng cớ. Bây giờ chỉ cần bắt tên này, dùng chu sa ngũ độc trưởng tra khảo, hy vọng y khai sự thực. Như vậy ta đổ cho hoàng đế mưu hại Thái Hậu. Tất Thái Hậu sẽ truất phế hoàng đế, lập một vua bù nhìn khác lên thay. Thấy cử chỉ, con mắt của Sử Vạn, khiếu, khai quốc vương đoán ra y muốn làm gì rồi. Vương dùng lăng không truyền ngữ nói với Tôn Đản, cẩn thận, bọn khiếu muốn bắt sống em đấy. Đừng chống lại, để cho hoàng đế sai các tướng bắt y.
Như vậy sẽ có trận đấu của những người trong triều đình. Ta ở giữa làm ngư ông hưởng lợi. Tiếng vương vừa dứt, Khiếu Tam Bản lạng người đến chộp Tôn Đản. Tôn Đản thản nhiên cười hô hố. Khiếu tức quá quát, còn bà Mi, Mi mấy đích là thủ phạm hại ta. Mi có chạy đăng trời. Bây giờ Mi phải nói thực, ai xui Mi hại lão gia. Bằng không lão gia phải bóp chết Mi ngay lập tức. Tôn Đản thản nhiên, tôi là Ứng Sinh Phò Mã, nhưng gốc thuộc sứ đoàn Đại Việt. Đây là Sùng Chính Điện, tôi không thể và không nên dùng võ. Bằng không đại tướng quân đâu có thể bắt được tôi. Hôm trước, nhà vua thấy Tôn Đản đấu hai trường với Sử Vạn ngang tay. Mà bây giờ y đành để cho Khiếu Tam Bản bắt. Ông tin ngay rằng Đản không dám dụng võ trong Sùng Chính Điện. Nhà vua quát, Khiếu Tam Bản, bỏ ngay Tôn Đản xuống. Khiếu Tam Bản còn ngần ngừ, thì từ phía võ ban, một người nhảy ra chụp lưng y. Y vội trầm người xuống tránh, rồi vòng tay ra sau gạt. Hai tay chạm nhau đến bộp một tiếng. Cả hai người đều bật lui. Mọi người nhìn lại, thì ra quan truyền vận sứ Vương Duy Chính thuộc Quảng Tây. Duy Chính phóng trưởng đánh thẳng vào mặt Khiếu. Khiếu thấy trưởng lực hùng hậu, vội tung Tôn Đản lên cao, rồi vung trưởng đỡ. Bình một tiếng cả hai đều lảo đảo lui lại. Còn Tôn Đản, nó cảm thấy trong người bứt rứt, biết bị Khiếu nhà độc trưởng vào vai. Nó lại người qua chỗ Thiệu Thái. Thiệu Thái vỗ vai nó một cái. Bao nhiêu bứt rứt hết. Nó trở lại chỗ cũ, tiếp tục viết. Bài Duy Chính, Khiếu đấu đến chiêu thứ 10, vẫn ngang tay. Bỗng hai trưởng chạm nhau đến bình một tiếng. Sử Vạn bật lui liền ba bước. Y cười lớn, mì bị chúng chu sa trưởng của ta rồi. Chính nhảy lùi lại ôm tay nhăn nhó, miệng mắng, đồ hèn hạ. Mi dùng chu sa ngũ độc trưởng hại ta. Thị vệ đã xuất hiện bao vây kín xung quanh Sùng Chính Điện. Trần Trung Đạo hô, Khiếu, Sử Vạn. Hai vị sử dụng chu sa ngũ độc trưởng. Như vậy lời tố cáo của Khai Quốc Vương rằng hai vị là Đông, Nam Sứ Hồng Thiết Giáo Đại Việt là đúng rồi. Hai vị chịu trói đi. Bằng không tôi hô lên một tiếng, hai vị sẽ bị băm nát ra như chả ngay. Một liều ba bảy cũng liều. Khiếu Tam Bản nghĩ thầm, sự đã ra thế này, chỉ có cách khống chế hoàng đế mới mong sống sót ngày hôm nay. Y đưa mắt cho Sử Vạn, cả hai cùng nhảy bổ về phía hoàng đế. Dư Tĩnh đứng sát ngai vàng. Y vung tay phát trưởng đánh vào người Sử Vạn. Phía bên kia địch thanh phát trưởng cản Khiếu Tam Bản. Bình, bình hai tiếng. Khiếu, Sử lảo đảo lui lại. Trong khi Dư Tĩnh, địch thanh đều cảm thấy cánh tay ê ẩm. Nhà vua kinh hãi truyền lệnh, Dư An phủ sứ. Người bắt ngay tên Sử Vạn cho trẫm. Trẫm sẽ tha tội đánh thuốc mê sứ đoàn Đại Việt ở Khúc Giang cho người. Dư Tĩnh vung tay tấn công Sử Vạn. Trong khi phía bên này địch thanh đang khai diễn trận đấu với Khiếu Tam Bản. Trưởng phong tràn ngập điện. Bọn văn quan vội lùi lại để tránh áp lực trưởng. Thị vệ vây kín vòng trong vòng ngoài. Trong khi đó, sứ đoàn Đại Việt đều được lệnh dụ của Khai Quốc Vương tuyệt đối không được can thiệp. Chỉ can thiệp khi có lời yêu cầu của Hoàng đế. Nhìn trận đấu nhà vua hỏi Tự Mai, nhị đệ. Nhị đệ liệu dư, địch có thắng được hai lão Sử Vạn, Khiếu không? Tự Mai lắc đầu, bàn về công lực thì dư dư sức thằng Sử Vạn. Địch hơi thấp hơn Khiếu một chút. Nhưng trong 200 chiêu trở đi, Khiếu sẽ bị bại vì Khiếu già rồi. Trong khi đó địch còn trẻ. Cuộc đấu này khó nói trước vì Sử, Khiếu sử dụng chu sa ngũ độc trưởng. Lỡ ra dư, địch chạm vào trưởng Sử, Khiếu, ắt nguy ngay. Đấu được trên 100 chiêu, các võ quan đều kinh hãi nghĩ thầm, bản lĩnh Dư Tĩnh, địch thanh là thế, mà không đàn áp được Khiếu với Sử Vạn. Hèn gì Thái Hậu chẳng sử dụng y vào chức vụ thống lĩnh thị vệ. Bản cho thực, công lực Dư Tĩnh ngang với Sử Vạn. Nhưng vì y úy kỵ chúa độc trưởng, nên không dám đỡ vào trưởng của y. Vì vậy cuộc chiến kéo dài. Sử Vạn cũng biết thế. Y tìm trăm phương ngàn kế để hai trưởng chạm vào nhau. Y phát liền ba chiêu đánh thẳng vào mặt Dư. Dư vung trưởng đỡ. Bình, bình, bình. Sử Vạn bật lui liền ba bước, lưng y chạm vào tường. Dư Tĩnh mừng thầm phát trưởng như trời long đất lở, mong kết liễu tính mệnh Sử. Sử Vạn na vượng chỉ chờ có thế. Y vận độc công, đẩy cả hai tay ra đỡ. Bột một tiếng, mùi hôi tanh bay khắp điện. Dư Tĩnh biết nguy, đưa tay lên nhìn, thấy cả bàn tay tím bầm. Nhờ lúc Dư kinh hoàng, Sử Vạn nhảy ra giữa sân điện, miệng cười ha ha. Dư chuyển vận sứ, người chúng độc trưởng rồi, mau ngồi xuống vận công, may ra sống được. Còn như cố sử dụng võ công càng mau chết. Nhà vua hỏi đám Ứng Sinh, ai bắt được tên Sử Vạn thì muốn giai nhân nào chấm sẽ gả cho.
một ứng sinh dạ tiếng lớn. Y nhảy vọt ra phóng trường đánh Sử Vạn. Trường của y hùng hậu vô cùng. Mọi người cùng kinh ngạc, người này còn trẻ mà sao công lực đã đến mức thượng thừa. Đó là một thiếu niên tuổi khoảng 20, nước da trắng, mặt đẹp như ngọc. Nhà vua nhìn Tự Mai, Lê Văn rồi cười phán đo nhỏ: "Hai hiền đệ có thấy thiếu niên này không? Y đẹp trai đâu thua gì hai hiền đệ." Tự Mai tâu nhỏ: "Y đẹp hơn đệ với Văn nhiều, nhưng kém đại ca xa." Nhà vua bật cười. Tự Mai nói câu đó là nói thực. Cứ như trong Tống Sử chép, Tống Nhân Tông là một hoàng đế đẹp trai hiếm có. Lễ bộ thượng thư tâu sẽ với nhà vua: "Y tên Trương Ngọc thuộc phái Không Động." Trương Ngọc đánh liền ba trường vào Sử Vạn. Sử Vạn lùi lại đỡ. Bình, bình, bình. Cả hai lảo đảo lui lại. Tự Mai đưa mắt cho Lê Văn: "Võ công Trương Ngọc thực chẳng kém bọn trưởng lão Lạc Long giáo. Không biết y có khống chế nổi Sử Vạn không?" Về phía Khiếu Tam Bản, càng đấu công lực y càng giảm. Nhưng y lợi dụng Địch Thanh úy kỵ độc trưởng nên thẳng tay tấn công. Địch Thanh cứ phải lui hoài. Khiếu thấy thế lại tiến về phía hoàng đế. Y nghĩ thầm, cơ chừng này mình sẽ bị bại mất thôi. Chi bằng mình dương đông kích tây, giả tấn công hoàng đế, khiến địch phải đỡ. Mình sẽ đẩy độc chất vào người y. Nghĩ vậy y nhảy bổ về phía nhà vua, tay phát một trường như sét nổ. Quả nhiên Địch Thanh vội lặng mình đỡ cho nhà vua. Bình một tiếng, cả hai đều bật lui. Bấy giờ Địch Thanh mới biết mình trúng kế Khiếu Tam Bản. Y từng bị trúng chu sa độc nên biết lợi hại của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trên đây là toàn bộ nội dung của chương 14, tiểu thuyết Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế.